Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với một đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, ngày 11 tháng 12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận đơn của một cô gái trú tại thành phố Buôn Ma Thuột tố cáo bị một đối tượng dùng clip nhạy cảm của chị để cưỡng đoạt tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được đối tượng thực hiện hành vi trên là Lê Trung Kiên, 20 tuổi, trú tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Ngày 19 tháng 12, một tổ công tác đã lên đường ra Hà Nội và bắt giữ Kiên. Tại cơ quan điều tra, Kiên khai nhận khoảng 1 giờ ngày 11 tháng 12, Kiên lên mạng xã hội nhắn tin và làm quen với cô gái. Sau đó, Kiên gọi video và yêu cầu cô gái quay cảnh nhạy cảm cho Kiên xem. Đổi lại, Kiên sẽ trả tiền hoặc tặng quà thì cô gái đồng ý. Tuy nhiên, trong lúc vừa xem thì Kiên đã dùng chức năng quay màn hình và ghi lại cảnh nhạy cảm trên. Sau khi có được clip, Kiên liên tục nhắn tin đe dọa yêu cầu cô gái phải chuyển cho Kiên 5 triệu đồng. Nếu không chuyển, Kiên sẽ phát tán đoạn clip lên mạng xã hội. Vì chưa có tiền để chuyển nên đến 4 giờ sáng cùng ngày, Kiên đã gửi đoạn clip nhạy cảm trên cho 6 người bạn của cô gái. Lo sợ Kiên sẽ dùng clip trên để tống tiền nhiều lần, nên sáng cùng ngày, cô gái đã đến cơ quan công an trình báo. Tức là tuyên truyền văn hóa phẩm đối trị.